Chào mừng quý vị đến với phần 2 của bản tin trong nước. Thưa quý vị, chiều qua 21 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh họp báo công bố thực hiện 5 công trình giao thông trọng điểm trong cuối năm nay, đồng thời gợi ý các hướng đi thay thế để người dân linh hoạt lựa chọn tránh nguy cơ ùn tắc vào giờ cao điểm. Trong đó, đáng chú ý khu vực trung tâm sẽ có một đoạn đường Lê Lợi sẽ cấm xe lưu thông thời gian khá lâu để thi công ga ngầm metro như chúng tôi đã đưa tin hôm qua. Đường Lê Lợi quận 1, đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi được rào chắn và cấm xe lưu thông từ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2014 đến ngày 30 tháng 4 năm 2015 nhằm để phục vụ thi công ga Nhà hát thành phố của tuyến tàu điện ngầm Bến Thành Suối Tiên. Để tránh công trường này, người dân có thể chọn 3 lộ trình thay thế theo hướng Lê Lợi, Pasteur, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi hoặc từ công trường Quách Thị Trang có thể rẽ qua Huỳnh Thúc Kháng, qua Mạc Thị Bưởi đi Hai Bà Trưng hoặc đi đường Hàm Nghi ra Tôn Đức Thắng. Hướng ngược lại cũng có 3 lộ trình: Hai Bà Trưng, công trường Mê Linh, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi hoặc Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi hoặc Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi. Ngoài ra cũng theo Sở Giao thông Vận tải, khu vực giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng cũng sẽ bị hạn chế cấm đỗ xe để đường thông thoáng hơn. Khu vực thứ hai bị ảnh hưởng là quận 2, dự án cải tạo nâng cấp hoàn thiện mặt đường tuyến vành đai phía Đông, một phần mặt đường đoạn từ cầu Phú Mỹ đến liên tỉnh lộ 25B sẽ bị rào chắn. Tuy nhiên, các loại xe vẫn được lưu thông bình thường đến ngày 19 tháng 9 năm nay. Một khu vực khác cũng ở phía đông thành phố là công trình cải tạo mặt đường đang bị lún của đại lộ Mà Chỉ Thọ từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 28 tháng 12. Khi thi công sẽ cấm ô tô đi trên đường Lương Đình Của về đường Nguyễn Thị Định và ngược lại. Tại cửa ngõ phía tây của thành phố, dự án đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ quốc lộ 1, hương lộ 2 từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 10 tháng 3 năm 2015 cũng đang gây ra kẹt xe. Để tránh khu vực thi công, có thể đi từ đường Võ Văn Vân đến hương lộ 2 theo lộ trình Võ Văn Vân, tỉnh lộ 10, rẽ trái vào quốc lộ 1, đến giao lộ quốc lộ 1, rẽ trái vào hương lộ 2 hoặc rẽ phải về Long An. Ở phía bắc thành phố, quận Gò Vấp cũng đang có dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Lê Đức Thọ từ phía đường Lê Hoàng Phái đến rạch Bà Miên, thi công từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 12 tháng 9. Do đó cấm tất cả các loại xe đi vào đường Lê Đức Thọ. Lộ trình thay thế là Thống Nhất, Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Oanh hoặc đường Lê Hoàng Phái và ngược lại. Thưa quý vị, sắp tới Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản NAFICOA sẽ tiến hành thí nghiệm và khảo sát thực tế để xác định lại hàm lượng nước và tỷ lệ mạ băng tối đa trong cá tra xuất khẩu. Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám đưa ra trong cuộc họp góp ý thông tư hướng dẫn nghị định về sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 36, thường được gọi tắt là nghị định cá tra, nhiều quy định từng vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vẫn được duy trì, chẳng hạn như quy định hàm lượng nước tối đa không được vượt quá 83% và tỷ lệ mạ băng là 10%, hay quy định doanh nghiệp phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu với hiệp hội cá tra. Tỷ lệ mạ băng nó không liên quan tới cái giá trị của nó. Mình sử dụng như vậy thì nó cũng chưa có phù hợp, nó chưa đúng, nó cũng không phù hợp với cái thông lệ của quốc tế. Nên thành ra là cái ấn định là 10% hay là nó là bao nhiêu đó trong cái tỷ lệ mạ băng thì cái này là đưa tới cái kiểm soát rất là khó khăn, bởi vì cái này nó có tính chất kỹ thuật hơn là cái tính chất mua bán. Nếu mà coi như dùng cái đăng ký này để thu phí mà nuôi một cái bộ máy nữa thì nó bất hợp lý. Hiện nay cái chi phí mà trong cái vấn đề sản xuất nói chung của các ngành và trong đó nói riêng là ngành thủy sản là hiện nay chi phí rất là cao. Trả lời các doanh nghiệp về vấn đề này, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng các quy định là cần thiết để thiết lập lại trật tự trong chuỗi sản xuất chế biến xuất khẩu cá tra. Theo ông, các thông số về độ ẩm, tỷ lệ mạ băng đã được nghiên cứu khoa học và có tham khảo với các nước. Tuy nhiên, ông cũng cho biết sẽ yêu cầu NAFICOA thí nghiệm, khảo sát lại trong giai đoạn từ nay đến cuối năm. Bộ cũng giao cho Cục Quản lý Chất lượng là khảo sát cả thực tiễn nữa, kết hợp với lại cái kết quả của thí nghiệm. Để từ giờ đến cuối năm là chúng ta là xem xét xem là cái hàm ẩm mà quy định trong nghị định 36 là 83% ấy là nó còn phù hợp với lại hiện nay không. Theo như ý kiến của doanh nghiệp, nếu như mà trên cơ sở thí nghiệm và khảo sát thực tiễn và đảm bảo các cái đúng các quy trình mà có một cái sự thay đổi thì chúng ta sẽ trình
chính phủ để mà thay đổi. Đây là cuộc họp cuối cùng để lấy ý kiến doanh nghiệp trước khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư dự kiến trong tháng 7 này. Trước đó, quy định đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra đã được lùi thời hạn đến khi có thông tư hướng dẫn. Thưa quý vị, với sự tham gia vào TPP, ngành dệt may Việt Nam được nhận định là sẽ có nhiều lợi thế hơn. Tuy nhiên, hiện ngành dệt may chủ yếu vẫn là làm gia công, nguyên phụ liệu phần lớn đều phải nhập khẩu. Do đó, phần giá trị gia tăng, tức phần lợi mà doanh nghiệp Việt Nam thu được không nhiều. Cho nên, theo nhiều quan điểm, xây dựng công nghiệp phụ trợ hoàn chỉnh cho ngành dệt may nên được xem là mục tiêu ưu tiên so với các ngành công nghiệp phụ trợ khác. Khi Hiệp định Thương mại TPP và Cộng đồng Kinh tế Chung ASEAN AEC 2015 ngày một gần hơn, thì nhu cầu nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt Nam với hàng ngoại nhập ngày càng lớn. Trong đó, ngành dệt may được nhận định là sẽ hưởng lợi lớn nếu gia nhập TPP. Tuy nhiên, nếu nguyên phụ liệu dệt may vẫn chủ yếu là nhập khẩu như hiện nay, thì phần lợi thu được của các doanh nghiệp gia công không lớn. Do đó, doanh nghiệp sẽ rất khó có đủ tích lũy để tái đầu tư lên những nấc thang cao hơn trong ngành công nghiệp dệt may. Ngoài ra, thiếu chủ động nguyên phụ liệu còn mang đến nhiều rủi ro và khó khăn cho ngành dệt may. Một năm như vậy thì toàn bộ Việt Nam đã nhập từ Trung Quốc như vậy khoảng 9 tỷ USD các cái loại vải. Thì trong đó thì nếu mà ngành da giày thì chiếm tỷ trọng trên tổng số thì không đáng kể. Cho nên là việc này thì chúng tôi sẽ cùng với ngành dệt may để đưa ra cái nhóm giải pháp chung để mà giải xử lý. Vì chắc chắn là cái tác động của vải nó sẽ lớn nhiều đối với ngành dệt may hơn là ngành da giày. Do đó, rất cần có sự đầu tư quy mô và tập trung của chính sách cho khâu sản xuất ra các sản phẩm trung gian cho dệt may như vải, sơ, sợi, nút, khuy. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, có thể nói dệt may và da giày hiện là hai ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam với hàng triệu người tham gia vào khu vực kinh tế này. Vì vậy, trong tất cả các ngành công nghiệp sản xuất những mặt hàng trung gian, thì dệt may nên được ưu tiên đầu tư trước. Đối với một số ngành khác thì phải nói nhu cầu cũng có đó, nhưng mà đơn giản là hiện nay lực của chúng ta không có nhiều, thành không thể một lúc làm quá nhiều ngành được, thì chúng tôi cho là phải từng bước. Trước mắt trong có thể vài ba năm tới, chúng ta tập trung cho phụ kiện hoặc là các sản phẩm trung gian, cho dệt may, da giày, một số cho nông nghiệp, rồi sau đó chúng ta sẽ làm tiếp cho các ngành khác, chứ không có nghĩa là bỏ quên các ngành khác đâu. Nhưng mà kinh nghiệm trước nay, chúng ta phát triển mà cứ có quá nhiều lĩnh vực ưu tiên, thì sẽ không có ngành nào thực sự được ưu tiên, không ngành nào phát triển được tới nơi tới chốn. Để sản xuất ra vải, sơ, sợi, hai khâu quan trọng cần đầu tư lớn là dệt và nhuộm. Tuy nhiên, với đặc trưng sử dụng rất nhiều loại hóa chất phức tạp và độc hại, nên phần đầu tư cho xử lý môi trường với một dự án dệt nhuộm cần có một nguồn chi phí khá lớn, vượt tầm tay của đa số doanh nghiệp dệt may trong nước. Cũng đã có ý kiến kêu gọi sự liên kết tập hợp nguồn lực về vốn giữa các khu vực doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và FDI để cùng phát triển ngành dệt may. Nhưng thực tế cho thấy, doanh nghiệp nhà nước không có nhiều động lực để liên kết với khối tư nhân vì vẫn còn bận bịu với nhiều công ty con. Các doanh nghiệp tư nhân khi lớn mạnh cũng chỉ muốn đầu tư tài chính, bất động sản chứ không muốn tham gia sản xuất công nghiệp. Khối FDI thì cũng đang sản xuất ra vải, sơ, sợi, nút, khuy, cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp trong nước. Do đó, động lực liên kết giữa các doanh nghiệp này hầu như không có. Đầu tư công cho dệt may vì vậy là rất cần thiết. Ngoài ra, nhiều địa phương lại không mặn mà gì với các dự án dệt nhuộm bởi e ngại ô nhiễm môi trường. Sự can thiệp của chính sách lúc này cũng cần được tính đến. Chúng ta cũng đề ra chủ trương tái cơ cấu ngành và tái cơ cấu vùng. Tôi hình dung nó diễn ra như thế này, không phải 63 tỉnh thành bây giờ lại đua nhau lao vào làm phụ kiện cho dệt may da giày, không có chuyện đó đâu, mà sẽ phải là theo vùng. Trong 7 vùng kinh tế của Việt Nam hiện nay chẳng hạn, thì dệt may da giày, các ngành phụ kiện của nó sẽ được tập trung vào những nơi nào là chính, và ở đấy thì phải dành ra những điều kiện như thế nào về đất đai, về các vấn đề xử lý môi trường, rồi về tất cả những cái nhân tố cần thiết để cho nó bật lên. Và nếu như chính phủ trung ương một mặt là phải thuyết phục, một mặt khác thì cũng phải dùng quyền lực của mình để mà có thể đưa những quy hoạch chung vào sắp đặt ở nơi nào đó cho nó hợp lý. Còn hiện tại, trong một động thái nhanh chân hơn và chứng tỏ tiềm lực tài chính mạnh mẽ hơn để đón đầu TPP, hàng trăm dự án xin đầu tư vào sản xuất nguyên phụ liệu cho dệt may đang ào ạt đổ bộ vào Việt Nam. Riêng tại Bình Dương, hiện đã có khoảng 200 dự án xếp hàng muốn được đầu tư vào ngành dệt may, và gần như tất cả đều là dự án của doanh nghiệp FDI. Tiếp theo sau sẽ là phần cuối cùng của bản tin trong nước với những nội dung chính. Cuối mùa, giá nhiều loại trái cây tại thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh trở lại.
giá bán căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ ổn định đến hết năm.